Trong nghị định số 112 của Chính phủ về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, Chính phủ cho phép người dân chuyển đổi 20% diện tích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Đây là giới hạn tối đa được phép sử dụng để đào ao nuôi trồng thủy sản trên đất lúa. Cũng theo nghị định này, Chính phủ không cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Khi chuyển đổi không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa, không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình đê điều, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất lúa. Cuối cùng là không làm ảnh hưởng đến việc canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề. Mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính vụ thu đông tại tỉnh Hậu Giang cho kết quả rất tốt, năng suất đạt khoảng 7,4 tấn trên 1 hectare. Với giống lúa OM5451 canh tác trên diện tích là 18 hectare, bà con nông dân xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A áp dụng quy trình 1,5 giảm và canh tác lúa thông minh ướt khô xen kẽ. Quá trình sinh trưởng của cây lúa được theo dõi và quản lý bởi vệ tinh. Điều này đã giúp giảm 30% thuốc bảo vệ thực vật, 15% lượng phân bón hóa học, lượng giống giảm từ 120 kg trên 1 hectare xuống còn 80 kg trên 1 hectare. Chi phí sản xuất giảm khoảng 3 triệu đồng trên 1 hectare, lợi nhuận tăng hơn 11 triệu đồng 1 hectare so với canh tác theo cách truyền thống. Do ảnh hưởng mưa dầm kèm theo dông lốc đã làm nhiều ruộng lúa hè thu cuối vụ tại đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã, việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng ùn ứ công cắt và tiền thuê máy cắt cũng tăng cao. Tại Hậu Giang, hiện giá công cắt đối với những ruộng có lúa bị đổ ngã là 400.000 đồng một công. Riêng ruộng đào có lúa còn đứng thì mức giá là 350.000 đồng. Tăng 50.000 đồng một công so với thời điểm trước bão số 3. Ngoài công cắt ở mức cao, thì những ruộng lúa bị đổ ngã, năng suất chỉ từ 500 đến 600kg mỗi công, giảm khoảng 100kg so với ruộng có lúa không ngã. Nguyên nhân là do quá trình thu hoạch, máy cắt không thể thu hoạch hết những chỗ đổ ngã, mà chỉ cắt được một phần bên trên. Giá thu mua lúa tươi trong những ngày qua cũng đã giảm bình quân từ 100 đến 200 đồng một ký so với giá mà bà con đã nhận tiền cọc. Tuy vào mùa thuận nhưng trái thanh long ở tỉnh Tiền Giang vẫn ở mức giá cao, nhà vườn có lãi khá. Giá thanh long ruột đỏ đang trên dưới 20.000 đồng một ký, riêng loại 1 giá trên 25.000 đồng một ký, cao hơn tháng trước từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Ở vụ thuận, thanh long tự ra qua không phải xử lý xông đèn, không tốn chi phí bơm tưới nước, nên mỗi ký thanh long nhà vườn thu lời hơn 10.000 đồng. Ngành chức năng Tiền Giang đã hỗ trợ nhà vườn xây dựng 80 mã số vùng trồng xuất khẩu, trên 2.300 hectare đạt tiêu chuẩn GAP, 110 hectare đạt Global GAP. Phần cuối bản tin mời quý khán giả cùng bà con ghé thăm một mô hình kinh tế hiệu quả tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đó chính là mô hình trồng siro kết hợp du lịch. Cây siro trồng khoảng 2 năm thì cho trái. Do trái có vị chua như chanh, có mùi thơm, màu đỏ rất đẹp mắt, nên bà con sử dụng trái chín để nấu nước siro. Hương vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra, loại trái này còn được chế biến thành mứt, rượu, nước rum bán cho các đại lý trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm mứt siro đã được công nhận OCOP 3 sao. Các sản phẩm còn lại đang hoàn thành thủ tục để đạt chuẩn OCOP. Ngoài ra, cây siro cũng được đưa vào chậu bonsai với giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy kích cỡ. Từ tháng 6 âm lịch, cây bắt đầu cho trái, cũng là lúc du khách khắp nơi tìm đến để tham quan, chụp ảnh, tăng thêm thu nhập cho bà con nhà vườn.